Bà mụ này chắc là hôm ý là đang bán than dở này, bị gọi về nặn này, cho nên là nặn ra cái mặt đen thui lùi này các bạn này. Đấy, tự nhiên lại có cái sàn này nằm nghỉ ngơi ngon lành này các bạn này. Đó, lúc đầu mà mới mua thỏ về thì mình cứ định là tháo bỏ cái sàn và cái rổ đẻ này, tại vì cứ sợ là nó chật ý. Nhưng mà khi mà nhốt thỏ vào thì hóa ra lại là hay. Đó, cả bên thỏ trắng này nữa này. Rồi thì thỏ vàng này, thỏ xám này. Đó, cái sàn và cái rổ đẻ của chim bồ câu này thì bây giờ lại hóa là thành cái chỗ để thỏ nó lên nó nghỉ ngơi. Kiểu như là một cái gác xép đó, lại tăng thêm cái không gian sử dụng cho cái chuồng thỏ. Ủa, này trời rét rét mà nó ăn khỏe thế, sáng mình cho cũng khá là nhiều cám đấy mà nó ăn hết sạch rồi này các bạn này. Con cám nào anh lấy cho nhá. Thì mình lấy cho nó thêm một ít cám nữa các bạn nhé. Ăn đi nha. Rét rét cái ăn khỏe quá. Wow, bộ ú cũng đói hay gì đang hóng hớt này các bạn này. Ui, bộ ú cũng ăn hết sạch cám rồi này. Rét cái mà con nào ăn cũng khỏe. Ôi, bao giờ thì sinh đây em. Ôi, cái mẹ bầu này nó bầu to quá rồi các bạn. Chắc là phải chuyển nó sang bên kia để cho nó chờ sinh, rồi chuyển bố mẹ con nhà bầu bên kia sang đây thôi. Cho gọi là đảo vị trí sang đây thôi. Wow, sang bên kia nhé. Ôi. Cho sang bên kia mà nghỉ ngơi mà sinh nhá. Đây, cho nó sang bên này các bạn ạ. Ý. Đổi chỗ, đổi chỗ. Nào, đổi chỗ nào. Nào, bố mẹ con nhà này thì con cứng cáp rồi, chuyển sang bên kia để nhường cho cái bà bầu này sang bên này. Ôi. Úi ôi. Úi ôi, sang đây, sang đây. Sang bên kia ở cùng mọi người nhá. Ý. Đây, sang đây ở cùng mọi người. Đâu? Còn ba em ú con đâu? Sang bên này, sang bên này. Ấy, sang đây. Bà mụ này chắc là hôm ý là đang bán than dở này, bị gọi về nặn này, cho nên là nặn ra cái mặt đen thui lùi này các bạn này. Rồi vào đây, đó, chuyển bốn mẹ con vào đây mà ở cùng với các cô các bác nhá, cho cái em bầu bên kia em mới nghỉ ngơi. Vừa rồi thì mới kiếm được hai cái hộp này để mà lát thì sẽ gả đi một ít chuột giáp và chuột bạch các bạn ạ. Đó, một chuột bạch thì chỉ lấy 5 con thôi, cho nên là để cái thùng bé bé này chắc là ok. Chuột giáp thì gả nguyên cả một cái thùng này. Đó, nguyên cả một cái thùng này 10 con, nên là chắc là phải để vào cái hộp sữa này thì mới đủ được. Ao, ui giời, về nhà mới thì ngoan các em nhá. Để anh lấy cho một ít sâu rồng hay là sâu quy ăn, gọi là bữa liên hoan chia tay nhá. Đợi anh một xíu. Sâu thì nhà trồng được cho nên là cho bọn nó một bữa liên hoan gọi là hoành tá tràng đi các bạn. Đó, gần đây này chắc là thoải mái rồi đấy. Nào, liên hoan chia tay nào. 10 em chuột rát, còn chuột bạch thì lát mình sẽ bắt ở trong cái thùng này. À, trong cái chuồng này. Quên lại thùng, mình đã chuyển chuột bạch từ trong các cái thùng nhựa vào một cái chuồng to này rồi các bạn nhé. Đó, rất là mát mẻ luôn. Sơn tĩnh điện đàng hoàng. Wow, thôi ở đây, lát thì sẽ kiếm 5 em sau. Bây giờ thì ra đây để cho chuột rát nó ăn á. Nào, dậy ăn nào, dậy ăn nào, dậy ăn cho kịp giờ xe nào. Nó cũng thích ăn sâu này lắm các bạn. Ý, nó ngửi thấy mùi sâu cái là nhao nhao lên ngay. Nào, liên hoan nào, liên hoan chia tay nào. Ui ôi, nhao nhao lên rồi. Để mình mở cái nắp này ra nhé. Wow, nó cũng không có chạy đâu mà sợ. Nào, tránh nha, tránh nha. Ấy.
Về nhà người ta thì nhớ phải ngoan nhá. Ngoan thì người ta mới yêu, không có thì đừng có cậy mà có tí nhan sắc mà muốn làm gì thì làm đâu. Rồi thêm một cái nữa là về thì người ta cho gì thì ăn đấy, không được kêu ca phàn nàn. Chứ không phải kiểu ở nhà mình là toàn ăn sâu rồng, sâu quy rồi thì bữa diễn các kiểu. Mà về nhà người ta lại ăn kham ăn khổ rồi lại vùng vàng tỏ thái độ là cũng không được đâu. Lại cứ kiểu tìm cách vượt biên vượt ngục là ra mà lơ ngơ mà gặp chó mèo thì thôi, chuyển kiếp luôn chứ không còn được làm kiếp chuột cảnh nữa đâu. Với thêm một cái nữa, cái thứ ba này, nhớ vào này, là ngoan sinh yêu đến mới nhưng mà không biết đẻ thì cũng vứt. Cho nên là phải phối kết hợp với nhau mà đẻ đái cho nó nhiều vào, con đàn cháu đống vào thì người ta mới yêu mới quý. Nghe chưa? Đấy, ăn đi. Rồi lát nữa mà lên xe ấy, thì giữ gìn trật tự vào, không được nói chuyện chí chí chế chóe ảnh hưởng đến người khác. Nghe chưa? Đấy, dặn dò như vậy đấy, nghe vào mà thực hiện, không mà người ta lại đánh giá cho. Nào ăn nữa đi, thoải mái. Liên hoan thì cứ tẹt ten ten đi. Về đấy là chắc gì đã có sâu mà ăn. Bắt một con ra cho các bạn xem nhé. Đấy. Tí nữa đi xe không biết là có say xe không đây. Và mình sẽ thả nó vào đây cho nó tự ăn các bạn ơi. Đây, thả vào đây cho tự ăn nhé. Đấy, tự mò tự ăn đi. Để anh còn đi chuẩn bị thùng với đi bắt chuột bạch. Bình thường thì mình sẽ phải cắt một cái khoảng trống ở đây và buộc một cái tấm lưới như thế này vào để cho nó thoáng ấy. Nhưng mà hôm nay thì trời nó cũng rét rét cho nên là mình nghĩ là chắc là không cần, cho nên là chỉ đục lỗ ở sườn xung quanh này là được thôi, chắc là ổn thôi, trời rét mà. Đó, chuột bạch thì cũng vậy, bây giờ dán lại rồi thì đục lỗ xung quanh thôi chứ không cần phải để lưới ở trên nóc nữa. À đây, may quá các bạn ơi, mình cứ nghĩ là mấy cái ổ trứng này nó bị hỏng rồi cơ. Tại vì là không biết là do trời rét hay là do cái vấn đề gì mà nó nở chậm hơn so với bình thường, phải cỡ một tuần đấy. Cho nên là mình mới hôm trước thì cứ hôm nào cũng xuống để mà kiểm tra xem là nó có nở không hay là nó hỏng. Thì hôm qua xuống thì bắt đầu thấy lác lác nở này, thì mình bảo à ok rồi, may quá. Thì đến hôm nay xuống thì đây, mình vừa mới cho một ít cám và bí đỏ này các bạn này, để cho nó ăn đấy mà. Và cho thêm hai cái vỉ trứng này vào để làm chỗ trú cho nó, cho tạm hai vỉ thôi. Wow, nó rút vào trong này rất là nhiều luôn đó. Đó, may quá, cứ tưởng là nó bị hỏng rồi cơ. Đó, dễ mà nở ra, để mình quay cho các bạn xem nhé. Đó, khi mà mới nở ấy thì nó màu trắng trắng này. Đó, cái con nào mà màu trắng trắng này là nó mới nở này. Sau đó thì khoảng một ngày hay một buổi gì đó thì nó sẽ chuyển sang màu đen, trông giống như là cái con kiến vậy. Đó, nó kiểu kiểu như con kiến đen đấy. Nếu mà nhìn xa xa là rất dễ nhầm với con kiến đen nhé. Đó, cái thùng này mình mới nuôi được có mấy lứa mà nó cắn này, các bạn nhìn ở chung quanh này. Đó, nó cắn nó te tua cái chuồng bạt này luôn rồi, thùng cả đáy luôn nhé. Hôm qua mình trước khi thả dế ra mình đã phải dán lại mấy cái lỗ này, nó cắn thùng cả đáy luôn. Chắc là cũng chỉ dùng được một vài lứa nữa thì cũng phải thay một cái mới nữa thôi. Đó, này. Sau vài lứa mà nó cắn cho tan nát hết cả những cái thành này rồi. Rồi, bây giờ thì đi để gửi chuột thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào.